Lô, xin chào cả nhà. Muộn quá. Sau một festival là tầm 1:30 sáng, quay về lại Berlin 3:30, đi về nhà 5:30 là ngủ luôn rồi. Nhưng mình ngủ được tầm khoảng 3 tiếng hơn tí. Bây giờ chuẩn bị có một cái event tiếp. Mà thật ra event hôm nay mình đi khá là cố, tại vì bản thân mình bây giờ đang thấy rất là mệt. Nhưng mà nó cũng là một cái mà mình đang muốn đi thử. Nó đặc sản của Berlin nữa. Đó gọi là diễu hành, và hồi xưa đến giờ nó có lịch sử là lớp Parade ấy. Thì đây cũng chính là lớp Parade, hay nó còn là Red the Planet. Hôm nay thì mình sẽ có cơ hội được lên một cái bus cùng với cả DJ chơi nhạc và mọi người thì diễu hành ở ngoài đường. So yeah, it's gonna be fun. We shall see how today is gonna be. Ok, thôi, mình đi bây giờ đây. Catch up with me. Worst thing about the parade is there's no toilet. Oh shit. Yeah. What the fuck is this? Where do you go? Seriously? To the bush. What if I have to take a shit? Zo đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, ngoài Human Riot từ vlog trước mình đã có giới thiệu, thì còn có một nhân vật rất là quá khổ. Đây là một NBA superstar, anh tên là Boban, người hiện tại đang có chiều cao là 2m20. Thế đúng luôn, đứng cạnh hôm này là chân dài đến nách. Rất là nhiều tài lẻ, rất là buồn cười. Đã từng đóng phim trong John Wick, vừa mới ra một con track nhạc hard techno. Nói chung là bộ giao diện là đầy đủ một nét mặt của một cây hài rồi. Và bây giờ bọn mình đang đi bộ xuyên qua Tier Garden để bắt kịp được với cả chiếc bus đang đi trong lễ diễu hành. Qua một chút về lễ diễu hành này và lý do tại sao mà cả thành phố lại đổ về nhảy nhót ăn mừng tưng bừng một bữa như này, thì đây là một truyền thống có lịch sử lâu đời từ năm 1989 với cái tên gọi đầu tiên là The Love Parade. Hàng năm là cứ vào tầm tháng 7 sẽ được tổ chức tại Berlin và đã duy trì được rất lâu, từ năm 89 cho đến tận 2010. Love Parade đã bị dừng lại vì đã có xảy ra rất nhiều thương vong. Xong phải đến tận sau Covid, tức là tầm năm 2022, cũng là năm mà techno của Berlin được công nhận là một di sản UNESCO. Và từ đây, Love Parade đã được tái sinh dưới một cái tên mới, đó chính là Rave the Planet. Cùng với đó là mang một sứ mệnh bảo tồn giá trị và ăn mừng của cộng đồng nền âm nhạc điện tử tại Berlin. Cái cung đường là đi từ cột đài chiến thắng quay một vòng cho đến cổng Brandenburg Tor. Xuyên suốt cái cung đường đấy sẽ là rất nhiều các bus của các clubs, các venues, collective, cộng đồng liên quan tới nhạc điện tử, cùng với cả các DJ sẽ chơi nhạc và sẽ có thêm các followers, chính là mọi người đi diễu hành đi theo chiếc bus đó. Rất nhiều thông tin hay ho liên quan đến lớp Parade, nhưng mà hãy quay trở lại đây. Và ôi, mình phải nói thật là chưa bao giờ mình nhìn thấy một biển người đông như là Rave the Planet vừa rồi, kiểu từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Tất cả cung đường đều filled with people, like it's insane. Cái lúc mà mình lên được trên bus,
cũng đã là cả một quá trình. Nhưng mà có một điều mà mình cảm thấy được ở buổi diễn hành này, đấy là ai cũng đều vui hết trơn ấy, kiểu không thấy ai nhăn nhó mặt mày khi come on, nó là một cuộc diễu hành mà, nó là một cuộc đi ăn chơi mà, thế nên là mọi người coi buổi diễu hành đúng như kiểu một cái lễ hội ấy. Đây mọi người có thể thấy cặp đôi đũa lệch Human Rights và Boban đang làm một set nhảy nhót tưng bừng ở trên này. Mà mình cảm nhận The Parade bây giờ chắc hiền hơn so với cả hồi xưa, khi mà mình có tìm hiểu qua và thấy lịch sử chiến lắm mà kiểu dã man luôn ấy, kiểu đứ đừ luôn, xanh chín luôn. Họ cũng có thể là mình ở trên một cái bus cũng khá là hiền, chứ còn nếu mà nhìn sang có các bus của bên hội hát techno thì chơi bời dead luôn. It was fun. Và điều quan trọng nhất đấy là mình đã được hòa mình vào cái không khí và văn hóa của Rave the Planet hay là The Parade. Thấy được mọi người là chính mình, được thoải mái ăn chơi nhảy múa. It's really cool. Rất là đông, không dành cho những ai không chịu được sự chen chúc. Sau buổi này về là mình bị ốm một trận to đùng cho đến tận bây giờ. Nhưng mà yeah, cũng là một trong những cái trải nghiệm đáng nhớ và nổi trội năm nay của mình. Ok, cảm ơn mọi người đã xem chiếc vlog review gì vùng này của mình cho đến tận bây giờ. Nếu mà mọi người thích, comment xem có những ý tưởng gì hay, mình có thể sẽ chăm chỉ vượt lười làm tiếp. Ok, thế nhé. Take care. Mình Daniel's out. Bye bye. Mm-hmm.